Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trao bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và cái đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Bạn sẽ thu hoạch đầy ắp những gì trong 2 tháng tới và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tù bài. Đây là tụ 1. Tù 2. Và tù 3 ha. Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi bạn sẽ thu hoạch đầy ắp những gì trong 2 tháng tới và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Hiện tại các bạn tụ 1 đang trải qua một cái giai đoạn kết thúc một cái điều gì đó bạn đang có một sự rời đi và có thể các bạn đã từng đau đớn từng bất lực nhưng mà có thể các bạn đã vực dậy tinh thần và các bạn đang trong cái giai đoạn gọi là um, cố gắng ha, bước ra khỏi cái giai đoạn tâm tối cuộc đời của mình um, các bạn có thể là có một cái sự độc lập hoặc là trong cuộc sống của bạn bạn chỉ có thể tự mình gầy dựng nên mọi thứ ha, chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân mình thôi hoặc là các bạn là những người có những nỗi đau có những tổn thương nhưng mà bạn không có thể hiện các bạn có sự giấu trong mình các bạn không có muốn gọi là người khác chịu khổ chung với bạn đặc biệt là ba mẹ các bạn mình thấy ba mẹ của bạn đặc biệt là mẹ của bạn rất là quan tâm đến các bạn một số bạn ở đây có thể là bạn sắp sinh con rồi ha bạn nữ ừ. hoặc là sắp có tin vui về con cái mình thấy có những cái sự khởi đầu mới những cái sự phát sinh mới gì đó trong cuộc sống của các bạn và các bạn có một cái sự tập trung hơn ha các bạn tập trung hơn vào làm việc vào sự nghiệp vào con đường và hướng đi tương lai ngoài ra thì mình thấy các bạn nên kết nối với thiên nhiên cây cảnh nhiều hơn kết nối với mẹ thiên nhiên nhiều hơn để bạn được gọi là nạp thêm năng lượng sức sống và tinh thần cho chính mình mình thấy trong thời gian tới các bạn sẽ có một cái sự tràn trời sức sống tràn trời niềm vui tràn trời sự gọi là đam mê mãnh liệt À, hoặc là có một cái sự nhẹ nhàng hướng tới những cái điều gọi là tích cực nhất. Các bạn đang trải qua một cái giai đoạn bóng tối linh hồn đang trải qua một cái giai đoạn của sự gọi là thức tỉnh và có sự nâng cấp suy nghĩ tư duy cũng như nâng cấp uh, cái phiên bản tốt nhất của mình. À, mình thấy là như vậy. Có thể là những cái nỗi đau, những tổn thương, những mất mát gì đó nó giúp cho bạn có thể nhìn lại, nhìn sâu vào bản thân của mình những gì đã trải qua. Và các bạn có một cái sự thay đổi ha? không có còn ở trong cái trạng thái con người cũ nữa. Các bạn muốn có một cái sự gọi là bứt phá và có một cuộc sống tốt hơn Các bạn đã nhìn ra cái ý nghĩa cuộc sống hoặc là bạn cũng đã có một cái sự gọi là kết nối với gia đình mạnh mẽ hơn Hoặc là các bạn có được cái sự gọi là nhìn thấy những cái giai đoạn khó khăn gian nan của người thân các bạn, đặc biệt ba mẹ của bạn Thế bạn trải qua rồi bạn mới biết rằng À, những cái nỗi lòng của ba mẹ cho nên là các bạn có một cái sự hướng về gia đình nhiều hơn ha hoặc là các bạn kiểu như là rất là muốn thay đổi bản thân cuộc sống để có thể báo hiếu cha mẹ mình thấy là như vậy à, hoặc là một số bạn ở đây có người thân không còn nữa cho nên là các bạn đang gọi là cố gắng sống hoàn thiện tốt hơn để bạn có thể hồi hướng công đức cho người thân ông bà đầu tiên hoặc cha mẹ thì theo hoàn cảnh các bạn ha mình thấy là như vậy ừ. nói chung các bạn đang gọi là có một cái sự phát triển về mặt tâm linh bên trong các bạn Các bạn có sự rõ ràng hơn Và có sự gọi là tỉnh táo hơn Biết mình muốn gì, cần gì Và phải có những cái bước thay đổi làm sao Để có thể thay đổi cuộc sống của mình Theo cái hướng phát triển Và có thể giai đoạn này các bạn cũng sẽ có một cái sự gọi là Phát huy ha, hoặc là hành động cho những cái dự án Cho những cái điều gì đó mà bạn ấp ủ bạn thai ngán thì bạn sẽ có khả năng bộc lộ và phát triển nó luôn chứ bạn không có kìm giữ nữa ừ, kiểu như bạn sẽ có một sự cắt đứt cái sợi dây tiêu cực hoặc là cắt đứt cái sợi dây gọi là trần trừ um, chay lược của mình để bạn có thể bắt tay vô hành động và kiến tạo tương lai ừ. và mình thấy với cái quá trình nỗ lực chăm chỉ các bạn thì có những cái tia sáng hy vọng sẽ được thắp lên và có thể những gì bạn cố gắng các bạn sẽ thu về cho cuộc sống của mình những cái kết quả xứng đáng yeah. bạn sẽ thu hoạch đầy áp những gì trong giai đoạn 2 tháng tới đây? ở đây mình thấy có thể là trong giai đoạn 2 tháng tới là các bạn sẽ có được một cái khả năng ăn nói khôn ngoan hơn trong cách ứng xử giao tiếp rồi đó. Ừ. Các bạn nên thực hành lời nói đúng đắn ha và thể hiện bản thân của mình một cách yêu thương và tôn trọng khi mà bạn thảo luận về công việc kinh doanh hoặc là các giao dịch tài chính của mình. Ừ, hãy nói lên những gì mà bạn cần và mong muốn cũng như những gì mà bạn đang suy nghĩ và nhận thức khi mà bạn nói đến cái dòng tiền hoặc là mong muốn trải nghiệm cái sự thịnh vượng các bạn. À. Khi mà bạn cầu nguyện mà sẽ được lắng nghe à, và vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những điều bạn cần. Tuy nhiên các bạn cần phải có những cái lời khẳng định hoặc là điều mà bạn gọi là nói những cái điều tốt đẹp về cái điều mà bạn muốn như là về tiền bạc. À. À, và hãy nhận ra rằng bất kỳ những sự thật nào mà bạn nghe được từ người khác đều là sự thật của họ và có giá trị cho tất cả mọi người bạn được khuyến khích là hãy lắng nghe cẩn thận và gạt bỏ những cái thái độ phòng thủ sang một bên và tập trung vào những cốt lõi những gì mà người khác đang nói. Uhm. bạn sẽ có thể học được rất là nhiều điều nếu như bạn sẵn lòng những cái điều đó và sẽ giúp giúp ích cho các bạn trong cái nỗ lực có được một cái nền tảng tài chính vững chắc. Ha. một số bạn ở đây, bạn rất là mong muốn phát triển cái khả năng giao tiếp, cái khả năng ăn nói giao tiếp, khả năng ứng xử các bạn mình thấy là nó được gọi là phát triển nếu bạn có sự luyện tập hàng ngày ha, ừ. bạn sẽ có sự tự tin hơn khi đứng trước đám đông và thể hiện cái um, quan điểm của mình một cách uh, thông thái nhất. Các bạn sẽ có một cái khả năng gọi là suy nghĩ thấu đáo và lên kế hoạch để có thể đảm bảo cái sự thịnh vượng và xây dựng cái sự giàu có của bạn rất là mạnh mẽ trong thời điểm này. À, hãy lập danh sách và bạn có thể dạch ra những chiến lược và cam kết trên giấy về việc thực hiện gì bạn muốn làm à, hãy biến nó thành hiện thực bằng cách bạn viết nó ra khi mà bạn sắp xếp những suy nghĩ của mình và đặt ra cái lộ trình phát triển cho sự thịnh vượng mà bạn xứng đáng có được và bên cạnh đó thì à, hãy dung nạp kiến thức nhiều hơn bởi vì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nếu như bạn có một cái nguồn kiến thức à, dày dặn à. Các bạn đang được ơn trên gọi là làm việc thông qua các bạn ừ. Vì vậy hãy làm việc một cách có tổ chức Có sự gọi là ngăn nắp trật tự Để bạn có thể phù hợp với cái dòng chảy dồi dào Luôn có sẵn cho các bạn ha các bạn sẽ có được những cái suy nghĩ, sẽ có được cái sự bình tĩnh để bạn có thể có những cái quyết định rõ ràng. Ừ. Hãy tự tin rằng vũ trụ sẽ có sự liên minh với các bạn để cùng bạn tạo ra sự giàu có và phong phú và bạn có dành có thời gian để các bạn có thể dành cho chính mình trong việc phát triển và nâng cấp bản thân. Ừ. Đây là thời điểm tốt mà các bạn sẽ có sự gọi là nhìn lại những kế hoạch của mình một cách chi tiết nhất à, và bạn sẽ đạt được những cái hiểu biết sâu sắc. Nó sẽ có lợi cho bạn khi mà bạn nỗ lực chữa lành những khuôn mẫu cũ do cái nỗi sợ hãi của bạn ngã nó tạo ra. Ừ. những cái khuôn mẫu không còn phục vụ bạn nữa thì sẽ ngày càng gọi là có một cái sự gọi là lụi tàn các à. bạn cần phải thực hiện rèn luyện cái khả năng sáng suốt ngay bây giờ bởi vì vũ trụ sẽ chia sẻ cho bạn rất là nhiều cái sự khôn ngoan về trí tuệ à. và bạn sẽ có sự gia tăng cái sự tự tin nhiều hơn. À mình thấy trong giai đoạn 2 tháng tới có thể các bạn sẽ có sự nâng cao cái lòng tự tin cái giá trị cái sự tự tôn các bạn bạn sẽ có khả năng phát triển rất là nhiều những cái điểm mạnh những cái phẩm chất độc đáo của mình khi mà bạn bước vào cái hành trình của sự gọi là tỉnh táo sáng suốt và chữa lành ha các bạn có khả năng là sẽ có một cái tình yêu thương bản thân nhìn hiểu hơn rất là nhiều và đồng thời thì có thể bạn sẽ có sự lan tỏa tình yêu đối với cộng đồng với mọi người với gia đình các bạn à, vũ trụ sẽ lắp đầy cho bạn cái sức mạnh của tình yêu bất cứ khi nào bạn cần và nhắc nhở bạn rằng bạn xứng đáng với tất cả những gì bạn tìm kiếm vì bạn là sự biểu hiện tinh tế của thần thánh ha và bạn quả là một cái nguồn tình yêu chủ lành mạnh mẽ và có một không hai đó và bên cạnh đó thì có thể là bạn sẽ có một cái sự phát huy được những cái sức mạnh tiềm ẩn tiềm ẩn của bạn những cái kho báu báo bên trong của bạn để mang lại cho bạn cái lòng can đảm thoát khỏi quá khứ ha, và dấn thân vào những cái điều tuyệt diệu phía trước. Ừ. Bạn là một người có đầy đủ tất cả những gì bạn cần để có thể tạo nên những cái sự thay đổi theo hướng tích cực. À, bạn có lòng tốt, có sự dũng cảm, có tình yêu thương và các bạn được khuyến khích là đừng có đánh giá thấp bản thân của mình Bạn có rất là nhiều khía cạnh Rất là nhiều à, tài sản Để bạn có thể chia sẻ và phát triển đó ừ. Và hãy mở lòng đón nhận Cái sự hào phóng của vũ trụ Ở đây thì mình thấy có thể là bạn à, Sẽ có được cái sự đầy ắp Những sự phát triển Đồng sáng tạo à, Và có sự chủ lành hoàn toàn Những cái vết thương cũ Các bạn có được cái lối thoát cho chính mình ừ các bạn nhận ra mình có đầy đủ những gì mà mình cần để có thể tạo nên những cái bước thành công thăng tiến yeah. thời điểm này sẽ là cái thời điểm mà các bạn có đầy đủ à, cái sức mạnh để bạn có thể manifest thu hút những cái sự à, dồi dào hoặc là những cái kỳ vọng những ý tưởng của bạn nó sẽ có một cái sự gọi là gia tăng có thể là bạn sẽ tạo ra một cuộc sống khá là đầy đủ và um, có sự gọi là giàu có nếu như các bạn có thể phát triển toàn diện chính bản thân của mình các bạn có được cái sự đủ đầy mà bạn cần khi bạn có sự gọi là biết sống đúng với cái mục tiêu các bạn hãy tưởng tượng như bạn có cái sự gọi là đạt được những điều bạn muốn rồi và hãy cảm ơn biết ơn vũ trụ về những điều đó và luôn cố gắng hành động để có thể hướng tới điều đó thì chắc chắn các bạn sẽ có được nó trong giai đoạn hai ừ. tháng tới Ở đây mình thấy trong giai đoạn 2 tháng tới các bạn sẽ có được cái cơ hội được là chính mình và trải nghiệm niềm vui to lớn dành cho mình. Những cái uh, nỗ lực khó khăn mà bạn đã làm sẽ có thể gọi là vượt qua được những cái khuôn mẫu cũ và chữa lành những cái vết thương trong quá khứ và tha thứ cho bản thân của mình và những người khác. Và các bạn có sự bước đi trên hành trình uh, một cách nhẹ nhàng hơn và vui vẻ hơn. Yeah. Các bạn có được cái sự khuếch đại niềm vui trong cuộc sống của mình. Mà bạn sẽ cảm nhận điều điều đó một cách gọi là rộng mở nhất Mình thấy có thể là bạn sẽ có sự thu hoạch đầy ấp những cái niềm vui, sự hồ hởi Và buông bỏ được sự tiêu cực mà bạn đang gọi gánh chịu trong thời điểm này Bạn hãy biết rằng là cái sự nhiệt tình vui vẻ nó có thể giúp cho bạn khám phá những cách mới Để có thể đầu tư nhằm mở rộng cái sự giàu có của bạn Ừ, khả năng thịnh dượng là vô tận ha, thì vậy bạn hãy để bản thân của mình hạnh phúc khi nghĩ đến những gì mà bạn có thể cùng tạo ra đó, bạn sẽ thu hoạch đầy ắp những gì trong hai tháng tới. Ừ, một số bạn ở đây có thể là bạn sẽ có được cái sự cân bằng ha. À, mặc dù có thể các bạn cũng có những cái nặng gánh về vấn đề cơm áo gạo tiền Nhưng mà với sự cân bằng các bạn thì có thể là bạn sẽ tỉnh tâm hơn Sẽ biết cân nhắc hơn, biết suy nghĩ phù hợp hơn và đưa ra cho mình những quyết định sáng suốt hơn Giai đoạn 2 tháng tới thì mình thấy có thể là có một số bạn các bạn hết sức cẩn thận Trong cái vấn đề gọi là, là hợp tác làm ăn mua bán gì đó để tránh bị người khác lừa ha, Tổng thất cho bản thân của mình thời điểm này thời điểm mà các bạn không nên tranh chấp gây cãi hoặc là có sự mâu thuẫn thời điểm này các bạn hãy tin vào luật nhân quả và bạn sẽ gieo bạn sẽ gọi là gặt hái những quả ngọt cho những gì mà bạn đã gieo trồng cho nên là mình thấy có một số bạn các bạn sẽ thu hoạch được khá là nhiều những cái vấn đề về tài chính do nỗ lực cho sự cố gắng các bạn bạn sẽ có sự gọi thu hoạch đầy ấp, những cái niềm vui sự rộng ràng và sự tiến tới những cái sự gọi là ngọn lửa đam mê nhiệt tình của mình nó có sự phát triển và các bạn đạt được cái trạng thái chữa lành bản thân Hoặc là gia đình người thân của bạn đạt được cái trạng thái chữa lành à, Có một số bạn nữa ở đây các bạn có Đi làm đẹp ha Kiểu như bạn phẫu thuật thẩm mỹ đó Mình thấy có một số bạn đang dự tính là Đang cân nhắc không biết có nên hay không Thì mình thấy các bạn hết sức tỉnh táo và xem xét Rõ ràng để tránh gặp phải những cái địa chỉ Không có uy tín Rồi có khả năng là tiền mất tật mang nha Bởi vì giai đoạn trong hai tháng tới thì Có khả năng sẽ có những cái người không tiêu người không tích cực những người tiêu cực lừa đảo trộm cắp rồi đó xuất hiện rất là dày đặc ừ. bởi vì đây là thời điểm nó khá là uh, hoảng loạn hoặc là kiểu như là làm ăn khó khăn cho nên là bần cùng sinh đào tật ha. các bạn hết sức tỉnh táo trong việc tiếp xúc tương tác với người khác để bản thân của mình không có bị thua thiệt bị thiệt hại số bạn ở đây mình thấy là bạn sẽ không có còn tập trung vào những cái drama nữa, những cái kịch tính, những bên ngoài nữa, bạn sẽ tập trung vào cái việc tìm kiếm cơ hội cho chính mình thì mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự gia tăng cơ hội kiếm tiền, phát triển được cái nguồn thu nhập và các bạn có sự mở rộng, được có sự phong phú hình dưỡng đối với bản thân của mình và hãy có sự trung thực, ngay thẳng, làm gì cũng có một cái sự gọi là nguyên tắc và có sự nghiêm túc, tuân thủ theo pháp luật để không có bị rơi vào cái vấn đề về pháp lý giấy tờ ha bị người khác gọi là hoặc là có ký kết giấy tờ gì đó là hết sức cẩn thận để uh, tránh gọi là bút xa gạch chết ừ. ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có những cái chuyến đi đi du lịch hoặc là có một cái chuyến hành trình phát triển mặt tâm tâm thức của các bạn về mặt suy nghĩ các bạn à. Có sự phát triển bên trong nhiều hơn mà ừ. đặc biệt là trong uh, câu chuyện tình cảm Thì cũng phải uh, có sự gọi là Cân nhắc khi lựa chọn đối tượng Để tránh bị người khác uh, gây tổn thương ha Đâm lén sau lưng Rồi à. hãy biết giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt ừ. Có thể một số bạn các bạn đã trải qua Cái vấn đề như là bị phản bội Bị lợi dụng mượn tiền không trả Rồi đó ừ hoặc là thua thiệt uh, điều gì đó trong cái vấn đề gọi là vụ kiện vân vân nhưng mà trong hai tháng tới thì có thể là đó là cái thời điểm các bạn sẽ có một cái sự gọi là nhìn nhận những cái điều đó một cách rõ ràng hơn và có một cái lối sống khác hơn và tích tích cực hơn ha à, các bạn tập trung vào những ưu tiên và các bạn có sự buông bỏ và tha thứ quá khứ từ đó các bạn đón nhận một cái nguồn năng lượng sức sống mới và thắp lên cái ngọn nến hy vọng cho cuộc sống của mình và mở ra một cái giai đoạn tươi sáng đủ đầy dư giả cho các bạn khi mà bạn có thể gọi là tìm ra được con đường phát triển cho cuộc đời của mình à ở đây mình thấy có một số bạn có bạn có người yêu hay là có một cái người bạn nào đó thì trong hai tháng tới mình thấy có thể là các bạn nên có một cái sự sâu sắc hoặc là chu đáo hơn hoặc là có một sự tiếp xúc một cách rõ ràng Ừ, không ngoan hơn để tránh có những cái nỗi buồn, sự thất vọng ha, liên quan đến những người này. Một một vài bạn ở đây có tìm người yêu trên mạng và hết sức cẩn thận để tránh bị lừa nha. những cơ hội mới, những cánh cửa mới nó sẽ mở ra cho các bạn đó. Ừ. và ngoài ra thì những cái vấn đề về đau khổ, tổn thương gì của bạn nó sẽ không còn nữa. bạn sẽ giải quyết xong, bạn sẽ chữa lành xong. À, bạn đầy ấp được cái sự chữa lành ừ. giải quyết được những cái tổn thương những cái bất bình ừ. và ở đây mình thấy có thể là các bạn đừng có để bản thân của mình lo lắng quá nhiều lo lắng quá nhiều khiến cho bạn gọi là mất đi cái sự tập trung cho cái điều mà bạn muốn cho nên ngừng lo lắng và tập trung phát triển cái điều mà mình thực sự gọi là quan tâm và tăng trưởng đó Ừ. Ở đây là nói chung trong hai tháng tới các bạn được ơn trên bảo vệ đã nhắc nhở các bạn rằng các bạn không có nên đầu tư mạo hiểm hoặc là bạn không có nên gọi là bỏ tiền ra đầu tư với người khác hoặc cho người khác mượn tiền thì rất là dễ bị mất. Một người bạn hoặc là người yêu chẳng hạn rất là dễ bị mất, bị thua thiệt hoặc là họ sẽ không có trả lại cho các bạn đâu. Tuy nhiên thì bạn cũng có những cái điều dớt giác các bạn có được những cái thành công. Ừ có thể có những cái điều gì đó đến nhưng mà giúp cho bạn có sự khai sáng, bạn có sự gọi là tỉnh thức hơn, đổi mới hơn, phát triển hơn về mặt tinh thần của mình và biết cách nhìn người hơn. À. Ừ. Những cái tình huống của bạn nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Ha. Cho nên những khó khăn là chỉ mang tính chất tạm thời và mọi thứ nó sẽ sáng sủa trở lại. Ừ. À, ở đây mình thấy các bạn nên có sự kiềm chế cái sự nóng giận của mình để tránh gây ra những cái điều gọi là hối tiếc à, mình thấy có thể là các bạn dù cho thế nào các bạn vẫn suôn sẻ vượt qua được vượt qua được bảo tố và các bạn bước vào cái giai đoạn gọi là cởi mở và có sự gọi là khôn khéo khôn ngoan và có sự kiểu Hiểu biết về nhân sinh thế thái một cách rõ ràng và sâu sắc nhất, từ đó các bạn biết chuyên tâm vào những gì thực sự phù hợp cho bạn. Từ đó các bạn chuyên tâm vào cái điều tốt đẹp thì nó sẽ mở rộng ha. Nó là như vậy. Mình thấy các bạn có 8 tiền chắc chắn là bạn cũng có một cái khoản tiền khá là cao nhưng mà do cái sức làm việc lao động của các bạn nhưng mà phải biết giữ tiền khôn ngoan, tránh tin người quá mức. Ừ. quá mức thì sẽ bị tổng hao hoặc là bị tổn hại ha. sẽ có một cái sự thật gì đó được lộ rõ để bạn biết uh, ai là bạn ai là bè à. hoặc là có thể có một vài bạn có những cái vấn đề pháp lý gì đó có thể sẽ được thông qua sau cái quá trình khó khăn và vất vả ha kiểu như là giấy tờ hồ sơ gì đó à, bạn nào các bạn muốn đi nước ngoài làm việc thì mình thấy các bạn cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng mình xem xét coi cái nơi đó có phù hợp hay không cái chỗ mà gọi là môi giới đó, để tránh kiểu như là có những người làm quá nói quá cái sự thật hoặc là có những điều luật điều lệ mình cần phải tìm hiểu rõ để mình không có bị người khác dẫn dắt thao túng ha rồi giống như kiểu lù gà đó bỏ tiền vô cuối cùng không có đi được mà còn mất tiền ha mình thấy là như vậy cho nên là các bạn hết sức cẩn trọng cái việc mà bạn phát triển cá nhân phát triển bản thân của bạn là tốt còn cái việc mà bạn gọi là mở rộng đầu tư mở rộng uh, đầu tư một rủi ro ha hoặc là tin người thì mình thấy các bạn nên hạn chế ừ. cần xem xét kỹ lưỡng ừ. hoặc là những bạn nào mà làm chủ đâu đó mình thấy giai đoạn 2 tháng tới là cái giai đoạn các bạn phải uh, rõ ràng về giấy tờ và sổ sách nha, để uh, tránh uh, cái vấn đề gọi là thất thoát ừ. À, hoặc là có thể là các bạn cần phải nghiêm túc thực hiện cái vấn đề liên quan đến uh, pháp luật nha ừ. các bạn cần uh, các bạn mà gọi là có một cái sự tuân thủ đúng pháp luật thì không có trở ngại gì hết ha. à ở đây thì mình thấy uh, một số bạn coi chừng có những cái người ha dành cho những bạn chưa biết là những cái người họ họ có một cái sự gọi là mạo danh là cơ quan nhà nước cơ quan thuế đó gọi điện kêu bạn đóng thuế hoặc là hoàn thuế hoặc là giúp cho bạn có thể giảm thuế hay gì đó khi bạn tải phần mềm bấm liên liên kết là lừa đảo cho nên các bạn cẩn thận để tránh bị mất tiền rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi uh... Bạn sẽ thu hoạch đầy áp những gì trong giai đoạn 2 tháng tới và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2, bàn tù hai là những người có khả năng gọi là thu hút những điều mà bạn mong muốn trở thành sự thật các bạn là những người rất là thông thái là những người có kiến thức có, có trải nghiệm có sự thông minh nhạy bén là một cái người rất là giỏi nhưng mà bạn rất là tính tiếng hoặc là bạn rất là khiêm tốn luôn À, một số bạn ở đây có thể là bạn đang dành thời gian cho chính mình nhiều hơn để tìm kiếm thông tin tìm kiếm kiến thức tri thức cho chính mình hoặc là bạn đang trải qua một cái giai đoạn của sự kết thúc một cái nỗi buồn tổn thương gì đó cho nên là các bạn muốn có thời gian cho bản thân mình hơn trong thời điểm này à, một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn đang trải qua cái giai đoạn hơi nhức nhói mệt mỏi nè áp lực hoặc có những cái nỗi buồn cũ nó có sự gọi là khuấy động trong cuộc sống các bạn hoặc có những cái nỗi nói nuối tiếc ừ những tổn thương, à. các bạn được gia tăng trực giác rất là nhiều nhưng bên cạnh đó các bạn cũng gia tăng rất là nhiều những nỗi sợ ừ. và hiện tại có thể là bạn ngủ mơ khá là nhiều luôn đó thậm chí có một số bạn ngủ mơ thấy ông bà tổ tiên về thăm vân vân hoặc mơ thấy những cái uh, uh, sự kiện định thú gì đó mà có ông bà tổ tiên của mình đó kiểu vậy mà ừ. cuộc sống của bạn nó đang dần dần có sự gọi là biến chuyển thay đổi theo cái hướng uh, tích cực ừ có thể sẽ có một cái sự gọi là chuyển biến bất ngờ đến với các bạn những cái vấn đề gọi là nan giải gì đó có thể nó sẽ được gọi là giải quyết và thực sự cuộc sống của bạn đang đi theo cái bước hoạt định mệnh vô cùng lớn một cái kế hoạch thiên liên vũ trụ dành cho các bạn các bạn toàn là lá ứng chính thôi và những cái biến cố gì đó đến với cuộc sống của bạn là tất là nó bắt buộc phải diễn ra À, để bạn có thể gia tăng được sức mạnh của mình Để bạn có thể gọi là tiếp nhận những bài học mới Hoặc bạn có khả năng gọi là sâu sắc hơn Rõ ràng hơn Và bạn sẽ được ban cho cái ánh sáng, cái ngọn đèn Để bạn có thể vượt qua hoặc là nhìn thấu được mọi thứ Một cách rõ ràng nhất và không có còn ở trong cái trạng thái trong trên Và hoang mang ừ. Cuộc sống của bạn nó lại có một cái sự chuyển đổi Theo chu kỳ, những chi chu kỳ cũ Lại cứ kết thúc lại bắt đầu một chu kỳ mới nữa rồi Hoặc là bạn có sự kết thúc Một cái bài học với bạn lại bắt đầu Một cái hành trình mới À, mình thấy thay là bạn đã có một cái sự gọi là xác định được cái mục tiêu hướng đi con đường ừ, hoặc là bạn có được một cái sự gọi là um, phát triển cái sự tự lực của mình các bạn có khuynh hướng là thích đi một mình hơn hoặc là bạn có khả năng nhận ra rằng không ai có thể đồng hành với bạn mãi mãi ha cho nên là mình thấy các bạn đang gia tăng cái sức mạnh tự thân phát triển sự yêu thương bản thân hoặc là có một cái sự độc lập hơn ừ. Là thời điểm này các bạn nên chú trọng cái vấn đề ăn uống cẩn thận ha, để um, tránh bị gọi là vấn đề dạ dày bao tử hoặc là trí não. Ừ. Dạ quần đây là các bạn rất là cảm thấy uể uh, oải mệt mỏi thì hãy có một cái sự nghỉ ngơi cân bằng ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn ha và làm những cái công việc gì đó mà sáng tạo hoặc những công việc bạn yêu thích. Uống nước nhiều để bạn có thể kích thích được cái năng lượng uh, kích hoạt lại cái năng lượng sức sống tinh thần uh, vui vẻ vui tươi các bạn. Và bớt lo lắng ha, không có thể nghĩ theo hướng tiêu cực nữa mà hãy biết rằng uh, cuộc sống của bạn nó đang theo cái bước uh, hướng dẫn của vũ trụ cho nên là hãy biết rằng cuối cùng cái kết quả nó sẽ có sự gọi là thuận lợi cho bạn nhất thôi. Rồi để mình xem các bạn sẽ thu hoạch đầy áp những gì trong giai đoạn 2 tháng tới ha. Ở đây thì mình thấy trong giai đoạn 2 tháng tới là giai đoạn có thể uh, mọi người sẽ rơi vào cái giai đoạn hơi tâm tối hoặc là mệt mỏi. Áp lực khá là nhiều ha. không chỉ riêng mình bạn mà mình thấy dường như là một cái tình trạng chung rồi ha, một cái hoàn cảnh chung. Cho nên việc của các bạn là phải tùy cơ ứng biến thôi. và các bạn có thể là sẽ nhận ra hoặc là hiểu được khá là nhiều điều trong cuộc sống ha. những cái biến cố những bài học nó diễn ra nó mang một cái ý nghĩa gì đó rất là sâu sắc hoặc là đi khiến giúp cho bạn có thể gọi là trưởng thành hơn và bạn là cái người dẫn đường so lối cho người khác cho nên là mình thấy có thể bạn sẽ là một cái người tiên phong mở đường cho những cái người tin tưởng các bạn họ đi theo cái ánh đèn các bạn để không có bị lạc lối trong giai đoạn này các bạn sẽ có sự đầy ắp về mặt kiến thức rất là nhiều sự thông tuệ sự sáng suốt và sự hướng dẫn từ ơn trên rất là nhiều dành cho các bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ được gọi là đánh thức được cái phép màu bên trong các bạn đánh thức được cái kỹ năng cái tài năng cái khả năng quý giá của các bạn và các bạn có được cái sự giúp đỡ từ những cái nguồn bất ngờ ha. Các bạn có được cái tình yêu và ánh sáng vào những cái um, góc tối trong trái tim và cuộc sống của mình. Ừ. Và ngoài ra thì mình thấy là có thể Vũ um, bổ trợ sẽ giúp cho bạn tìm ra được những cái bí ẩn hoặc là có được cái sự gọi là giải quyết những cái vấn đề mà bạn đang trăn trở sẽ có những câu trả lời được mang đến cho các bạn. Ừ. Các bạn sẽ có thể là lắng nghe rất là nhiều những cái lời thì thầm những cái uh, À, sự gọi là chỉ đường để bạn có thể um, có thể nói lên sự thật của mình hoặc là có khả năng là ừ. tìm ra được cái hướng đi phù hợp ha để không có rơi vào cái giai đoạn gọi là tâm tối ở đây có một số bạn sẽ được đánh thức về mặt tâm linh rất là nhiều luôn đó ừ. các bạn được thức tỉnh các bạn nhận ra ý nghĩa cuộc sống và các bạn có một sự gọi là sống theo hướng gọi là thiện lành và tu tập nhiều hơn ừ. và các bạn đang được hướng dẫn để bạn có thể uh, khám phá những cái trải nghiệm và những trải nghiệm này sẽ mang đến cho bạn cái sự thịnh vượng thuộc về các bạn. À. ở đây mình thấy thì là bạn sẽ có được cái sự kết nối rất là nhiều người, ừ, có được những cái mối quan hệ đoàn kết à, và bạn rất là dễ dàng làm quen kết nối với người khác ừ. và bạn có khả năng khám phá những cái tài năng tiềm ẩn của mình để có thể chia sẻ với người khác. À và hãy biết rằng những cái mối quan hệ này sẽ giúp cho bạn có thể đạt được cái vận mệnh và khám phá cái mục đích của mình. Đồng thời mọi người sẽ bước vào cuộc sống của bạn và trở thành uh, những cái người đồng hành với các bạn. Và có thể các bạn là những người mang nguồn năng lượng của một thiên thần trái đất thì có thể bạn sẽ thu hút được khá là nhiều thiên thần trái đất đến với các bạn đó. Họ mang đến tình yêu, sự khích lệ và nguồn lực để có thể xây dựng cuộc sống mà bạn và mọi người hằng mong muốn bây giờ là lúc đó bạn có thể kết nối với những người khác trên tinh thần rộng lượng ha ừ. các bạn có được những cái mối quan hệ hợp tác lành mạnh mang lại cái lợi ích cho mọi người nha và các bạn sẽ có những cái sự gọi là xuất hiện của những cái đồng minh hỗ trợ các bạn dưới hình thức bất ngờ ha và các bạn có được cái sự hướng dẫn bên trong để có thể thúc giục thúc giục các bạn dương tay ra và à, chìa tay ra cho người mà bạn cảm thấy có mối liên hệ có thể họ sẽ mang đến cho bạn những cái ý tưởng, những cái giải pháp vô giá hoặc là cái nguồn cảm hứng giúp bạn có thể đủ can đảm để bước vào cái lãnh thổ xa lạ và bày tỏ những cái món quà có thể bạn chưa hề biết là mình có ừ. có thể là một số bạn là một người yêu ha hoặc là một cái người bạn cũ ừ. hoặc là một cái người bạn mới vân vân và các bạn khi mà có một sự kết hợp với nhau sẽ tạo nên những cái um, uh, việc làm tốt đẹp và giá trị tích cực cho thế giới này mình thấy là như vậy mình thấy các bạn có sự đầy ắp những cái sự may mắn đó những cái vận may những cái khả năng những cơ hội mới đến với các bạn ừ. và đồng thời các bạn có được rất là nhiều cơ hội giúp cho bạn có thể tìm thấy mục đích của cuộc đời mình ừ. các bạn có được cái sự bước vào một cái cánh cổng dẫn đến cái trường tiềm năng vô hạn luôn rộng mở ha? và ừ. Vũ trụ muốn các bạn tận hưởng những phần thưởng tồn tại trong cái lĩnh vực khả năng và biến nó thành hình thức thông qua sức mạnh của sự đồng sáng tạo. Ừ, hãy gạt cái nỗi sợ hãi của bạn sang một bên, à, bởi vì bạn được rất là nhiều người yêu mến. Có thể là trong vòng 2 tháng tới bạn sẽ có một cái cộng sự kết nối một cộng đồng hoặc được rất là nhiều người trân trọng, trân quý các bạn. À, và vũ trụ muốn trao cho bạn tất cả những gì bạn mẹ mong muốn ha. Và vũ trụ luôn mơ ước những cánh những cái cách mới để có thể mang đến cho bạn. Những gì mà bạn cần, à, ngài luôn ban cho các bạn. Ừ. Những gì mà bạn khao khát, giúp bạn có thể trải nghiệm hạnh phúc, niềm vui và sự thỏa mãn. Ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ có được cái sự yêu thương bản thân của mình tràn ngập ừ. và nâng cao được cái giá trị của bạn. À, bạn biết mình đủ và xứng đáng có được những cái phép màu đến với các bạn. Ừ. À, và mình thấy ở đây thì có thể sẽ rất là có nhiều người sẽ được hưởng lợi từ cái việc mà bạn biết bạn là ai và bạn có được cái tài năng như thế nào ha và có được cái tình yêu từ bạn tỏa ra khiến cho họ cảm thấy ấm áp và được chữa lành. Và vũ trụ sẽ có một cái sự lắp đầy cho bạn những cái sức mạnh của tình yêu bất cứ khi nào bạn cần và nhắc nhở bạn rằng bạn xứng đáng với tất cả những gì mà bạn tìm kiếm. À, bạn chính là cái biểu hiện tinh tế của thần thánh. À, bạn là một cái nguồn tình yêu chữa lành mạnh mẽ và bạn là một người độc nhất vô nhị đó, trong lòng của vũ trụ đó ừ. ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ làm việc một cách có tổ chức hơn à, có sự ngăn nắp hơn và bạn có thể dọn dẹp những cái khói lộn xộn trong cuộc sống của mình ừ. có thể là bạn sẽ làm việc một cách trật tự cho nên là các bạn có được cái sự gọi là um, phát triển à, cái sự chuyên môn của mình trong công việc hơn nâng cao quá tính kỷ luật và vì thế và những cái gì mà bạn gọi là thực hiện nó cũng sẽ có một cái sự gọi là thăng tiến hơn rất là nhiều ừ. bạn sẽ có được cái cảm giác mạnh mẽ hơn và tự tin hơn khi mà bạn bắt đầu cái ý tưởng của mình um, và lên kế hoạch bằng viết bằng cách các bạn viết lên um, uh, sổ ghi chép hoặc là giấy vân vân à. và tất cả có một cái sự kết hợp với nhau một cách um, hài hòa để tạo nên một cái kết quả cao nhất bạn là một người rất là giỏi trong cái việc gọi là lập kế hoạch ha ừ. và bạn giỏi hơn những gì bạn nghĩ đó cho nên là giai đoạn này các bạn có cái khả năng phát triển được cái khả năng lập kế hoạch tổ chức và được có khả năng là bạn được mọi người đón nhận hoặc là ừ, đánh giá cao về cái khả năng này của các bạn ừ. bạn có khả năng là xây dựng được cái kế hoạch và giúp bạn đạt được cái sự thỏa mãn và sự chủ lành mà bạn tìm kiếm mà cái tính kỷ luật của bạn nó cũng được gọi là nâng cao hơn đây mình thấy có thể là bạn sẽ có được những cái niềm vui giống như một trẻ con vậy đó ừ, có thể là bạn sẽ nâng cao được cái sự nhiệt tình của mình sự hài hước và nâng cấp được cái um, hạnh phúc bên trong mình à. và cái tiếng cười của bạn sẽ làm cho cái bài học của bạn uh, trở nên dễ dàng hơn ừ. đây là thời điểm tốt có thể là bạn sẽ có được nhiều câu chuyện cười nhằm phá vỡ được cái sự căng thẳng và nhắc nhở bản thân của bạn rằng à, bên cạnh những cái rắc rối và khó khăn còn có những cái tinh thần vui tươi ừ. có thể trong giai đoạn 2 tháng tới là giai đoạn mà mình thấy các bạn có một cái sự thông dong thoải mái à, có sự phát triển mặt tinh thần theo cái hướng tích cực không có còn để những cái áp lực căng thẳng nó đè nặng lên tâm trí các bạn nữa ừ. Các bạn có được những cái món quà bất ngờ từ cõi vô hình ha. từ ơn trên dành cho các bạn khi mà bạn biết tập trung vào niềm vui. Và vũ trụ yêu các bạn sâu sắc và giúp đỡ cho các bạn, chứ không hề đánh lừa các bạn. Một số bạn có thể là sẽ có tin tức vui về con cái trong giai đoạn này nè. Ở đây thì mình thấy có thể là các bạn đang cảm thấy trong trên và cảm thấy bấp bênh với những cái điều chưa biết. À, tuy nhiên mình thấy thầy là bạn trong giai đoạn 2 tháng tới bạn sẽ trở nên gọi là tự tin hơn, giỏi ăn nói hơn, có nhiều kiến thức hơn, thông tuệ hơn và có khả năng thu hút được những điều bạn muốn. 50% một số bạn sẽ thu hút được những vận may đến với mình. Nếu như bạn luôn tập trung vào những sự tích cực, 50% còn lại có khả năng bị u ám, bị mờ, mịt, mù tối do bạn quá tập trung vào những sự tiêu cực. Lo lắng, bất an, phiền phiền não mà các bạn không có một cái sự thay đổi cái suy nghĩ tư duy của các bạn thì rất là khó có thể bước ra khỏi cái tình huống đó nha ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn đến bản thân gia đình các bạn ừ. đặc biệt là ba mẹ các bạn với vấn đề sức khỏe rồi đó đi đứng rồi đó ừ. và có thể giai đoạn hai tháng tới một số bạn khá là bận rộn ha có nhiều việc phải làm cho nên mình thấy các bạn cũng nên gọi là chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt như là tập thể dục ăn uống lành mạnh để bạn không có bị bệnh à, hoặc là suy nghĩ theo hướng vui vẻ hài hước thì nó sẽ vui hơn nó sẽ tốt hơn cho các bạn một số bạn ở đây sẽ có một cái tình yêu mới ừ. hoặc là có những cái món quà gì đó được mang đến với các bạn và mình thấy dường như trong giai đoạn hai tháng tới các bạn sẽ có một cái trạng thái của sự gọi là nghỉ ngơi cân bằng vui vẻ và phấn chấn thậm chí có những cái chuyến đi du lịch sẽ có những cái sự phát triển ở tốc độ cao hơn ừ. và có thể các bạn có một cái sự gọi là à, có cầm tiền trong tay cũng có sự đủ đầy dư dả ở đây thoải mái ở đây à, nhưng mà đôi khi có thể là tiền bạc nó có sự nhảy múa <laughs> kiểu như à, thời thế nó hơi à, bất ổn cho nên là đôi khi tiền bạc của bạn nó cũng sẽ có một cái sự bị ảnh hưởng theo cho nên việc của các bạn là cứ cân bằng Điều chỉnh tinh thần của mình à, Cứ tập trung những gì mà mình có thể nắm giữ Mình cố gắng làm cho tốt à, Và mọi thứ nó sẽ chuyển đổi à, Cho nên là mọi thứ nó Đi theo chu kỳ vì của các bạn là hãy thích ứng ha, Với hoàn cảnh, tình huống Và luôn cố gắng phát triển hơn các bản thân của bạn Thì những cơ hội để có thể gọi là um, Loại ngược dòng Luôn gọi là uh, được trao ban cho các bạn À, mình thấy có thể là bạn sẽ có một cái sự kết nối với một người mang năng lượng nam đây là một người thông minh tài cán à, có sự giỏi giang mà một người khá là cổ điển và có tài ăn nói à, khôn ngoan thì có thể họ đến với cuộc sống các bạn để giúp cho bạn có thể tháo gỡ những khó khăn những chướng ngại vật thật ừ. là trao cơ hội gì đó cho các bạn Hoặc thậm chí đây có thể là một cái vấn đề liên quan đến tình yêu ở đây mình thấy các bạn có cái sự kết nối với cái sự thu hoạch đầy ắp tình yêu khá là nhiều ừ. có một vài bạn có thể là sẽ um được lên chức ha và ngoài ra một số bạn có thể là sẽ tiến đến giai đoạn gọi là hôn nhân ừ. khoảng ba mươi một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân hoặc là có con ừ. hoặc là có sự chữa lành cho những người thân yêu các bạn đặc biệt là những người mang năng lượng nữ mang năng lượng của người mẹ người bà rồi đó ừ. và có thể là mình thấy uh, trong giai đoạn uh, hai tháng tới có thể là cái giai đoạn tháng 6 thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn, thịnh dưỡng hơn, giàu có hơn hoặc là thoải mái hơn, vui vẻ hơn đối với các bạn. Một cái sự dồi dào, một cái sự tốt đẹp, một cái sự hạnh phúc, một cái niềm vui rộng mở nó được ban đến cho các bạn. sau cái giai đoạn đầy biến cố, đầy tâm tối, đầy những cái sự kết thúc buồn bã, thất vọng, chán trường hoặc là bị trên vên trong cuộc sống thì các bạn có một cái sự gọi là... Phát triển trở lại, nhiệt huyết trở lại, mạnh mẽ trở lại. Ừ. Vì các bạn là hãy xua theo dòng, xuôi theo hoàn cảnh. Bởi vì mình thấy cuộc sống của bạn nó đang diễn ra theo cái kế hoạch thiên liên. Bạn không có thể thay đổi được hoàn cảnh nên mình phải chấp nhận nó thôi ha. Ừ. Và nâng cấp cái khả năng ăn nói, khả năng giao tiếp, cái khả năng lên kế hoạch, khả năng lãnh đạo và những ý tưởng sáng tạo của bạn. Nên vận dụng những điều này để tiến đến sự thành công mà bạn mong muốn mình thấy là như vậy. Ừ. nói chung giai đoạn hai tháng tới cũng là cái giai đoạn các bạn sẽ có cầm hai đồng tiền trong tay nè. Có thể một số bạn sẽ có thêm những cái nguồn thu nhập mới hoặc là bạn có sự đầy ắp tiền bạc <laughs> hoặc là vàng bạc trong tay. Ừ. Mặc dù thời điểm hơi khó khăn, có thể là bạn không kiếm bằng nhiều bằng lúc trước nhưng mà bạn may mắn rất là nhiều so với người khác nha. Và cái uh cái điều mà giúp cho bạn có thể tháo gỡ những cái lo lắng là bạn hãy tập trung vào những điều bạn muốn thôi, nha. tập trung vào kết quả mà bạn mong đợi thôi, bởi vì bạn có khả năng dùng lực hấp dẫn thành công đó, ừ. cho nên là bạn không cần phải um, quá bất an chờ, hoặc là sợ hãi về tương lai. Ừ. À, mình thấy tương lai của bạn được vũ trụ gọi là bảo kê rồi, à, mọi thứ mặc dù nó có thể mù mờ nhưng mà mọi thứ nó sẽ được gọi là sáng láng trở lại và những cái phần thưởng, những cái món quà tươi vui nó sẽ được mang đến cho bạn. Ừ. có một số bạn như mình nói đó đầy áp tình yêu đầy áp bạn bè hoặc là đầy áp những cái kiến thức tri thức đầy áp những cái khả năng sáng tạo và kiến tạo ha. đầy áp những cái sự danh tiếng hơn hoặc là một số bạn có con hoặc là các bạn có thể đầy áp cái sự um, mạnh mẽ sự đủ đầy sự gọi là thoải mái sự thỏa mãn hài lòng ở đây rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuột thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. À, mình quên tụ hai các bạn còn một số thông điệp bổ sung nữa ha. Các bạn sẽ có những cái tin tức mới trên cái um, hành trình của các bạn nữa nè. Ngoài ra thì có thể có những cái vấn đề gì đó mang tính chất tạm thời thôi. Ừ. Và bên cạnh đó thì các bạn đừng có hãy cẩn thận, các bạn đừng có gọi là mạo hiểm đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn này sẽ mất tiền nha. Ừ các bạn cần phải có sự tập trung chú ý vấn đề tài chính của mình ngoài ra các bạn những cái lo no lắng của bạn là không cần thiết ừ. các bạn sẽ có sự gặp gỡ với những cái người lạ như mình nói sẽ khá là quan trọng hoặc có sự kết hợp với một ai đó nhưng mà cẩn thận trong việc giao du tương tác hoặc là tiếp xúc với một ai đó cần phải tìm hiểu rõ ràng kỹ lưỡng đặc biệt là trong tình yêu để tránh bị uh, sai lầm tránh gặp phải những cái người gọi là uh, có một cái sự không có thật lòng với các bạn ừ. một số bạn sẽ có một cái thời kỳ của sự thịnh dưỡng, sự giàu có sự đủ đầy như mình nói các bạn sẽ có những cái sự lãng mạn có những cái buổi tiệc có những cái buổi tổ chức những cái niềm vui hoặc có khả năng một số bạn sẽ gặp gỡ fan hâm mộ của mình <laughs> nếu như bạn nào mà khá là nổi tiếng ở đây ha các bạn sẽ có những cơ hội ha những cái sự đủ đầy dư giả sẽ được mang đến cho các bạn ở đây những cơ hội tiềm tàng được mang đến ừ. rồi mình kết thúc các bạn tụ hai ở đây ha à. Hi, xin chào các bạn tụ 3 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Để xem coi à, bạn sẽ thu hoạch đầy ắp những gì trong giai đoạn 2 tháng tới Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp Một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tụ 3 là những người đang trên một cái hành trình học hỏi những cái điều mới ha phát triển kiến thức hoặc là cái cách thức làm việc mới của mình hoặc là muốn đổi mới trở thành một con người hoàn toàn khác hơn so với giai đoạn trước các bạn là những người tin vào số phận là những người tin vào luật nhân quả là những người có một cái sự gọi là đang xác định mục tiêu hướng đi con đường của mình ừ. các bạn có thể là đang quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình hoặc các bạn là những người có ý chí kiên định vững chắc thời điểm này có một số bạn đang bị bệnh ha hoặc là đang rất là bận rộn hoặc là đang gọi là bị vướng mắc vào một cái vấn đề với một cái vấn đề gì đó mà khiến cho bạn cảm thấy trăn trở và không có được cái lối ra và có thể bạn đang nghĩ đến rất là nhiều những phương hướng những cái sự lựa chọn hoặc là bạn đang gọi là bị lạc vào mê cung của những cái khát khao ham muốn gì đó nhưng đây là thời điểm mà các bạn cần phải có một cái sự bình tĩnh và nhận ra mình muốn gì cần gì và phải thực hiện cái gì để thành công ừ. cái việc mà mình gọi mất tập trung hoặc là mình quá gọi là bị uh, uh, nhìn vào nhiều thứ quá thì có khả năng khiến bạn mất thời gian. Ừ, cho nên mình hãy tập trung vào một thứ mà mình có thể làm được và mình có một cái sự xây dựng một kế hoạch chi tiết và lên cái đường hướng để thực hiện đó ừ, thì bạn mới có thể thoát khỏi những cái mớ bồng bông trong cuộc sống của các bạn. À, ở đây mình thấy các bạn còn phải thực tế, này, Còn phải có sự cô động, có sự chi tiết, sự cụ thể và có sự quyết định dứt khoát để có thể rời khỏi những cái vấn đề chứa ngày vật hoặc là những cái điều gì đó nó cứ kéo các bạn lo các bạn vào những cái giai đoạn của sự dây dưa mù mờ và không có lối ra ha, mình thấy là như vậy và ở đây thì mình thấy thể là bạn cũng nên chú trọng có vấn đề ăn uống cẩn thận để tránh những cái trường hợp như đa bao tử dài dài rối loạn tiêu hóa rồi đó nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình trong thời điểm này ha và tránh những cái hóa chất độc hại à. ở đây mình thấy các bạn nên tiếp xúc với thiên nhiên và các bạn nên có một cái sự gọi là ừ. kết nối với trẻ em thì có thể cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy tinh thần bạn uh, um, trẻ lại vui vẻ trở lại chẳng hạn hoặc là có một vài bạn các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ trong gia đình của các bạn ừ. để tránh những cái tình huống như là bắt cóc rồi đó ha. giai đoạn này rất là nhiều bởi vì đây là cái thời điểm mà có rất là nhiều người gọi là tán tận lương tâm ha cho nên là mình phải hết sức tỉnh táo để bảo vệ những cái người thân yêu của bạn đặc biệt là những cái đứa trẻ trong cuộc sống của các bạn đó. Rồi để mình xem coi bạn sẽ thu hoạch đầy áp những gì trong cái giai đoạn 2 tháng tới đây. giai đoạn hai tháng tới là cái giai đoạn mà mình thấy xuất hiện rất là nhiều những đối tượng cướp giật lừa đảo trộm cắp có thể là tình hình chung rồi ừ. giai đoạn loạn lạc ha cho nên là như mình nói phải biết bảo vệ phải có những cái phương thức nào đó để biết giữ gìn tài sản tiền bạc nha tất cả gì bạn có à, người thân của các bạn nữa và đặc biệt là trộm cắp đó ừ. ở đây có một số bạn chọn luôn ba tụ ha hoặc là mình thấy giai đoạn 2 tháng tới là cái giai đoạn các bạn cái vấn đề về gia đình là cái vấn đề cần phải được quan tâm nhiều hơn đó gia đình ông bà cha mẹ con cái ha, nên có một cái sự gắn kết hài hòa và có sự mật thiết hơn với người thân của các bạn uhm. Có thể có một số bạn có tin tức vua về con cái nè Đặc biệt ở đây có một số bạn uh, trong tình yêu Mình thấy giai đoạn uh, 2 tháng tới là cái giai đoạn Mà có rất là nhiều người gọi là lừa đảo, lừa tình, lừa tiền Đặc biệt là lừa tình ha Nhưng Nên các bạn trẻ, các bạn nữ Đặc biệt các bạn nữ hết sức cẩn thận để tránh bị lừa uh, Bị lừa có con Hoặc là bị lừa trong cái vấn đề đi uh, tuyển dụng Ừ, rồi những cái nơi tuyển dụng lừa đảo ha, bắt cóc mình luôn hoặc là à, kết nối với tình yêu mới và họ có sự bỏ thuốc mê hay gì đó cho nên mình thấy có những cái vấn đề gì đó mình sẽ nói để cho các bạn có thể phòng ngừa được ừ. và không nên hợp tác làm ăn đầu tư à, rủi ro trong thời điểm này rất là dễ bị mất tiền thiệt hại rất là to lớn và đừng có tin người quá trong thời điểm này nha Đấy là như vậy đó ở à đây mình thấy, thấy là bạn sẽ có một cái sự gia tăng cái trí tuệ từ bên trong ừ. các bạn nhìn thấu được cái sự thật bên trong và bạn có được những cái sự thông minh thiên liêng ha các bạn có được cái trí tuệ mà bạn tìm kiếm ở trong chính các bạn ừ. khi mà bạn bị phân tâm bởi những cái tất cả những cái ồn ào những cái kích thích những cái kịch tính gì đó bên ngoài thì bạn có thể tin tưởng rằng mình có đủ khả năng có thể đưa ra những cái lựa chọn sáng suốt khi mà bạn có thể gọi là tĩnh tâm nhiều hơn ha bạn có thể là sẽ tìm bi hiểu được cái sự sâu sắc có giá trị thông qua cái việc bạn khai thác cái trí thông minh trực quan của mình ừ. và ở đây mình thấy có thể là bạn uh, sẽ học được là cái nỗi sợ hãi có thể bóp méo cái trí thông minh của các bạn đó vì vậy bạn hãy giải phóng những cái lo lắng và điều chỉnh cái nội tâm của mình à, bạn có sẵn một cái thư viện kiến thức rộng lớn và những cái hướng dẫn khôn ngoan và À, đồng thời có được những hướng dẫn yêu thương sẽ giúp ích cho các bạn Cho nên là mình thấy các bạn sẽ được gia tăng cái trực giác vô cùng mạnh ừ. Để bạn có thể tránh được những rủi ro, những nguy hiểm ha, Trong cuộc sống của các bạn Ở đây thì mình thấy có thể là bạn sẽ có được những cái sự gọi là Chữa lành được những cái khuôn mẫu gia đình Giải trừ được những nghiệp chướng à, Và bạn có khả năng gọi là học sâu sắc được những cái bài học trong quá khứ Ừm Ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn có sự gắn kết với gia đình nhiều hơn nữa trong thời điểm này ừ. Hoặc là bạn có khả năng làm cho mọi người trong gia đình của bạn có một cái sự thay đổi theo cái hướng tích cực à, Theo cái uh, sự chia sẻ, những cái lời khuyên, uh, sự gắn kết um, với mọi người trong gia đình của các bạn à, Mọi người có những cái thay đổi khiến cho bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc kiểu uhm, vậy và có được cái sự quan tâm nhau, có sự gọi là gắn bó với nhau. Ừ. Khi mà bạn có một cái sự lan tỏ tình yêu thương đến những người thân yêu các bạn thì cái những cái vết thương chữa lành trong gia đình của bạn nó sẽ được gọi là à, lành mạnh trở lại. Đây là thời điểm mà các bạn cần phải nhìn nhận ra những cái gì không tốt ở bản thân mình để bạn có thể giải phóng nó để từ đó bạn có một cái chỗ trống để bạn có thể lấp đầy cuộc sống của mình bằng những điều tích cực hơn ha? mình thấy là như vậy ừ. có thể một số bạn các bạn còn có những vấn đề chưa giải quyết được như là cái sự hơi bị sân si hoặc là so sánh bản thân mình với người khác hoặc là cảm thấy tự ti rụt rè gì đó thì bạn sẽ có một cái sự gọi là nhìn nhận cái điểm yếu của chính mình để từ đó bạn có thể loại bỏ nó và có chỗ trống để những cái nguồn năng lượng tích cực nó lấp đầy cuộc sống của các bạn ừ bạn sẽ có được một cái sự chữa lành toàn diện về tinh thần về thể chất ở đây ha và khi mà bạn nhận ra được cái giá trị của mình mà không có còn gọi là tập trung quá nhiều ở bên ngoài những cái điều tiêu cực hoặc là có sự phân biệt so sánh với người khác nữa thì lúc đó cuộc sống của bạn nó mới từ từ phát triển và bạn xây dựng được một cái sự uh, an toàn cái sự thịnh dưỡng cho chính cuộc sống của của mình ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ khám phá được khá là nhiều sự thật, các bạn có được cái sự mật khải, sự tiến hóa và có dòng chảy tự nhiên của các sự kiện, vũ ừ, trụ đang mở ra một cái kế hoạch cho bạn rực rỡ hơn nhiều so với những gì mà bạn tưởng tượng đó, à, và bạn hãy tin tưởng vào cái quá trình và cái dòng chảy của sự mật khải, ừ. một số điều sẽ được tiết lộ và có thể khiến cho bạn cảm thấy bị rung động, nhưng mà nó đều vì cái lợi ích cao nhất của bạn, và ngoài ra các bạn có thể học được những cái bài học để bạn không phải gọi là rơi vào những cái giai đoạn khốn khổ và ừ. đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ quá nhiều hãy có sự gọi là tin tưởng vào cái kết quả cuối cùng là sẽ tốt đẹp ha các bạn sẽ có sự gọi là thu hoạch đầy ấp những cái sự khôn ngoan ừ. sự thông minh sự nhạy bén sự khôn khéo bởi vì tâm trí cơ thể của bạn có sự hòa làm một với vũ trụ trong giai đoạn này rất là nhiều ừ. và những cái gì mà đang diễn ra trong cuộc sống của bạn sẽ giúp cho bạn có thể hiểu được cái mục đích và tìm ra được cái giận mệnh của mình bạn không phải là nạn nhân của số phận ha và tương lai của bạn nó sẽ được xác định bằng cách bạn gọi là học được những trải nghiệm Và bạn có một cái sự cắt đứt những cái sự lặp đi lặp lại những cái lối mòn cũ để bạn có thể bước vào cái không gian mới được là chính mình và tạo nên cái nền tảng kiên cố hơn bạn đang chuẩn bị cho điều gì đó tuyệt vời mà bạn đang hướng tới đó À, và bạn sẽ có được cái sự phấn khích và sự tin tưởng ừ. ở đây cuộc sống của bạn nó sẽ được khuếch đại sẽ được phóng đại sẽ được mở rộng và tăng trưởng bất cứ điều gì mà bạn có sự đánh giá cao như là tình yêu sự giàu có hay là bất cứ điều gì khác nó sẽ phát triển chỉ cần bạn quan sát nó và cảm thấy biết ơn về những gì mà bạn có về nó ừ. hãy chú ý tập trung vào những gì tốt đẹp trong cuộc sống của mình à, bạn sẽ khuếch đại sẽ mở rộng bất cứ điều gì mà bạn tập trung cho nên hãy tập trung tốt nhất có thể ừ. hãy xem những cái điều gì có tác dụng chữa lành và nuôi dưỡng những cái um, hạnh phúc của bạn và bày tỏ cái lòng biết ơn đối với những phần thưởng mà bạn sẽ có được ừ. và hãy làm bất cứ điều gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc và sống động nhất bởi vì bạn càng gọi là trải nghiệm nhiều về cái điều đó bạn sẽ thu hút nhiều điều đó đối với bạn hơn và bạn có sự mở khóa những cái bí mật Của khả năng vô hạn của chính mình ha, Các bạn có được cái tầm nhìn Có được cái tư duy phát triển tổng thể ừ, Và cái trí tưởng tượng của bạn cũng được nâng cao hơn à, Bạn thu hút những gì bạn cần Để bạn có thể cảm thấy hạnh phúc Phát huy được quyền lực của bạn Với tư cách là người đồng sáng tạo với vũ trụ à, Và thu hút những gì cần thiết Để bạn có thể chủ lành ừ. Bạn đã đến lúc các bạn sẽ có Một cái sự tự do giải phóng Bản thân của mình để đạt được ước mơ lớn lao của bạn đó hãy hình dung bản thân của bạn trong tương lai nếu như bạn thành công như thế nào ha yeah. bạn đang trong cái quá trình của sự tiến hóa ừ. và bạn được kêu gọi để mắt đến cái bức tranh lớn hơn về trải nghiệm của mình để bạn nhận ra được những cuộc đấu tranh của mình đang dẫn đến cái sự hiển linh cái sự trí tuệ nội tâm sinh ra từ trải nghiệm sống ừ. à ở đây mình thấy bạn sẽ thu hoạch được cái sự gọi là trí tuệ sự sáng suốt những được kích hoạt cái trí tuệ thiên liêng mà bạn đã có à, bây giờ nó được gọi là mở ra các bạn chỉ cần bạn có một sự cởi mở kết nối với vũ trụ và cho phép trí tưởng tượng của bạn quay cao thì chẳng bao lâu nữa trong vòng 2 tháng cái tầm nhìn mạnh mẽ về những gì sắp xảy ra với bạn nó sẽ trở nên rõ ràng hơn đó và ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có được cái sự thu hoạch thu hoạch một cái nguồn tiền tài do chính bạn làm nên do bạn cố gắng bằng quyết tâm hoặc là những gì mà bạn có sự nỗ lực đầu tư vào nó thì có thể là bạn sẽ có được kết quả xứng đáng nhưng mà thời điểm này mình thấy là đây không phải là thời điểm để các bạn đầu tư rủi ro tiền bạc tài chính mà bạn có sự đầu tư vào bản thân các bạn phát triển kiến thức của mình nâng cao tầm nhìn của mình kết nối với những người tích cực nhất à, để bạn có thể cộng hưởng năng lượng của họ tránh xa những người tiêu cực trong thời điểm này à, thời điểm này bạn rất là dễ bị người khác lôi kéo hoặc là quyến rũ vào những cái hoạt động không không tốt hoặc là những cái sự hợp tác gì đó mang tính chất thiệt hại cho bạn cho nên là mình thấy bạn có được cái trực giác cao bạn biết được cái người nào đúng người nào sai không phù hợp để bạn có thể tránh xa ha ngoài ra cuộc sống của bạn có được những cái sự tươi sáng rộng mở có những cái cơ hội được mở ra hoặc là có những cái điều tích cực mang đến cho bạn cái cái sự vui vẻ hoặc là có sự gọi là tăng trưởng ở đây các bạn sẽ đạt được cái sự gọi là đủ đầy à, dồi dào à, sự vui vẻ sự phấn chấn hoặc là có được cái sức khỏe sự chủ lành cho bạn hoặc là người thân của các bạn đặc biệt là mẹ các bạn hoặc là bà các bạn có một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn nên kết nối với thiên nhiên thiên nhiên chính là cái nơi cung cấp nguồn năng lượng sức sống tinh thần cho các bạn rất là nhiều đó một cái nơi cung cấp không cần phải tốn phí À, và ngoài ra mình thấy các bạn cá bó cầm đồng tiền trong tay các bạn có quyền lực có địa vị hơn so với giai đoạn này các bạn giống như là một cái người lột xác luôn ừ. nếu như bạn biết cố gắng và thay đổi bản thân ha, còn bạn nào vẫn còn gọi là um, không có bứt phá không có tập trung không có lên kế hoạch thì cuộc sống của bạn trong hai tháng tới nó vẫn vậy còn có một số bạn các bạn có sự gọi là tập trung vào điều mình muốn mà lên kế hoạch chi tiết rõ ràng và xác định cái điều mình gọi cần thực hiện và cố gắng kiên nhẫn thì mình thấy có thể trong giai đoạn hai tháng tới một số bạn sẽ có một sự thay đổi hoàn toàn trở thành một người uh, có tiền bạc ừ. có tài chính dưỡng chất an toàn có một cái sự gọi là độc lập tự tin hoặc là một số bạn sẽ được nâng cấp nâng lên một cái tầm cao mới hoặc được thăng quan tiến chức gì đó ha. Yeah. thành công của bạn nó cũng có sự đi đôi với những cái uh, thị phi bên ngoài cho nên việc của các bạn là hãy tránh xa thị phi và tránh xa những cái sự đố kỵ những cái uh, sự tiêu cực từ người khác đem đến các bạn ừ. Ừ, và giai đoạn này à, dĩ hòa di quý ha, thêm bạn bất thù cho nên là tốt nhất là không có nên tranh cãi những cái người tiêu cực với bạn thì họ cũng sẽ nhận lãnh những cái bài học uh, ngay và luôn ha, cho nên việc của bạn hãy tha thứ để bạn có thể tiếp nhận sự may mắn mà họ mang đến cho các bạn và đồng thời trao cho họ những cái khó khăn của bạn ừ, bởi vì những người này họ có một cái sự uh, giao kèo với các bạn đó mà họ không biết ừ, họ khi mà bắt đầu À, có sự kiếm chuyện với các bạn là họ đã bắt đầu thực hiện một cái sự trao đổi sự may mắn của họ cho bạn và sự xua rủi của bạn cho họ rồi cho nên là họ không biết được đâu còn bạn thì bạn biết thì bạn nên có một sự ý thức im lặng là vàng và tránh xa cũng như tha thứ ừ, thì bạn có thể nhận đầy đủ những cái may mắn về cơ hội về tài chính được mang đến với các bạn ừ. cho nên là giai đoạn này mình thấy các bạn tha thứ nhiều cho nên các bạn sẽ uh, dứt bỏ được những cái nghiệp nợ nghiệp chướng gì đó ha bạn hoàn thành cái khóa học của sự bình tĩnh và cân bằng cũng như có sự gọi là chuyên tâm và sự hướng thiện và tu tập hơn thì bạn có một cái sự nhẹ nhàng ở bên trong của bạn không còn đấu tranh các bạn biết tập trung vào những gì quan trọng thì lúc đó các bạn sẽ có sự thu hút những điều xứng đáng đáng giá đến với các bạn đó là may mắn và có một số bạn nữ ở đây có thể các bạn trong hai tháng tới bạn sẽ giảm cân thành công và rất là xinh đẹp và quyến rũ <laughs> hoặc là bạn nam sẽ đẹp trai hơn nếu như các bạn có sự chăm chút cho giải bề ngoài của mình nha thấy có một vài bạn chăm chút cho giải bề ngoài của mình bởi vì các bạn bị body đi xem quá nhiều cho nên là trong vòng 2 tháng tới là các bạn sẽ thay đổi diện mạo hoặc là thay đổi được vóc dáng ừ, có được cái điều bạn muốn à. ừ, bên cạnh đó thì một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là như mình nói đó sức khỏe của bạn được cải thiện ừ hoặc là cái khả năng tầm nhìn xa của bạn nó được rộng mở hoặc ừ. có một vài bạn trở nên gọi là um, nâng cao được cái khí chất của bạn nâng cao được cái uh, tài năng hoặc các bạn có khả năng nâng cao được cái sự uy nghiêm của bạn hơn à, một cái con đường đầy tiền bạc đang đến với các bạn rồi khi bạn biết phát triển bản thân tầm ở đâu thì tiền ở đó thôi nha. ngoài ra thì mình thấy các bạn có một cái sự gọi là đi vào cái sự cơ bản căn bản kiểu như là các bạn sẽ bắt đầu uh, bắt đầu phát triển bản thân của mình theo cái hướng của sự căn bản đi từ thấp lên cao à. chứ các bạn không có còn cái sự quá gọi là hấp tấp dò dàng hối thúc mọi thứ phải nhanh gọn lẹ nữa à, tuy nhiên trong giai đoạn 2 tháng tới cẩn thận cái cổ họng các bạn à. có thể bạn nói hơi nhiều bạn hoặc là bạn diễn thuyết dẫn dắt chương trình gì đó hơi nhiều cho nên là cái cổ họng bạn có nguy cơ bị ho, bị khang tiếng, khang giọng hoặc là bị ho gì đó Thì nên chú ý cái vấn đề cổ họng Ừ Ở Đây là ai đó sẽ rời khỏi cuộc sống của các bạn đó ừ. Có thể là như mình nói đó, khi mà bạn đã biết thay đổi tần số rung động của mình Thì những người tiêu cực họ sẽ từ từ rời khỏi cuộc sống của các bạn Để thu hút những người tích cực đến Ừ ở đây một số bạn thì mình thấy các bạn cẩn thận như mình nói để tránh những cái sự gọi là mất mát gì đó ừ. hoặc là quan tâm nhiều hơn đến gia đình người thân của bạn à, bởi giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là kiểu um, mọi thứ nó có sự vô thường á cho nên là mình nên gọi là trân trọng những gì mình đang có được ừ. thì ở đây cũng có những khó khăn ha. tuy nhiên các bạn sẽ vượt qua được thôi các bạn sẽ có sự hào hứng nhiệt tình để có thể đánh đánh bại được tất cả và bạn được ơn trên gọi là hỗ trợ rất là nhiều các bạn có rất là nhiều bánh xe số phận ở đây ha. hãy cho phép bản thân cho phép cuộc sống của bạn nó diễn ra và đừng quá kiểm soát mọi thứ ha. mọi thứ nó diễn ra theo một cái sự êm ái cho các bạn thôi à, các bạn có thể là sẽ cần một cái sự hướng dẫn một cái sự hỗ trợ một cái sự tương trợ từ một ai đó đó có thể một người mang năng lượng nam ha thông minh nhạy bén và có cái khả năng lãnh đạo tốt dưỡng chất trong cuộc sống ừ, có khả năng truyền cảm hứng hoặc là một người mang năng lượng nữ hay là mẹ bạn hoặc là đây là một người có cái khả năng nhạy bén trong kinh doanh làm ăn có tài chính rộng mở ừ, và có sự hào phóng yêu thương gia đình cha mẹ Thế là như vậy các bạn sẽ có khả năng là sẽ có rất là nhiều những cảm xúc mạnh mẽ trong giai đoạn này cho nên phải biết kiểm soát cảm xúc của mình để tránh gọi là tranh cãi, gây gắt, uh, mệt mỏi, mất thời gian, mất năng lượng và mất may mắn của mình. Một số bạn có thể là sẽ có một cái sự dân tăng cái niềm đam mê của bạn trong công việc nhiều hơn, có nhiều ý tưởng và sự sáng tạo, đặc biệt những bạn mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo, ý tưởng gì đó thì có khả năng là bạn sẽ rất là thăng hoa đó và đừng để tâm đến những cái lời tiêu cực bên ngoài nha. Mình thấy là như vậy giai đoạn hai tháng tới thì có thể là mọi thứ nó cũng không có trơn tru ha nhưng mà bạn đi qua cái quá trình những cái quá trình trải nghiệm thì mình thấy các bạn bắt đầu có một cái cuộc sống nó an toàn hơn hoặc là vững chảy hơn hoặc là hạnh phúc hơn ừ. hoặc là mọi thứ nó sẽ trọn vẹn giống như cái cái vòng tròn này vậy đó ừ. cho nên là bạn hãy hướng tới những điều mà bạn muốn đạt được à, và tránh xa những cái uh, suy nghĩ tiêu cực. Ừ. Các bạn giống như là một cái cây nó ở trong cái mùa đông, ha, cây cối, cái cây cái lá của nó rụng hết rồi và nó nhìn rất là điêu tàn nhưng mà cuối cùng nó lại nở hoa mà nở hoa bằng vàng mới mới giỏi chứ. Cho nên là mình thấy cuộc sống của bạn cũng như vậy. Dù khó khăn thử thách nhưng mà cuối cùng bạn lại có một cái sự gọi là phát triển rực rỡ uh, về tài chính. Ừ, hoặc là về bản thân của các bạn ừ. Và nâng cấp khả năng, tài năng của mình lên Tầm cao mới Và có thể là bạn lan tỏa ánh sáng rực rỡ Và ấm áp hơn ừ. Hoặc là bạn sẽ đạt được những thành tựu gì đó Rất là độc đáo trong cuộc sống của mình Thì mình thấy là như vậy Tùy theo cái ý chí, cái quyết tâm Và cái sự cố gắng của các bạn à, Chứ gọi là ngồi chờ sung rụng Thì không có gì xảy ra Thậm chí cuộc sống mình có sẽ đi theo một cái hướng Gọi là nó nó thụt lùi đó ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.